Alo, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Đây, cái áo này là quá quen thuộc với cả nhà rồi đúng không? Và cũng đã bán rất nhiều rồi đúng không? Hôm qua CC đi mua lại một cái nữa. Lý do vì sao mua? Vì mới phát giác ra được một cái đẹp. Đẹp thật là đẹp mà bao lâu nay CC cũng không biết luôn. Ngày hôm qua đi gặp cái cô đó tình cờ của chị, CC mới biết. Đây là một thương hiệu rất là đắt tiền ha. Nổi tiếng trên thế giới. Đẹp thật là đẹp. Các chị em để ý nha. Cái phần trước như vậy. Cái phần sau như vậy. Cái này là nhiều bạn mua lắm rồi đó. Nhưng mà các bạn mua cái bông này cũng có, cái bông khác cũng có, vải kim tuyến cũng có. Nói chung là các bạn mua rất là nhiều những cái dạng đầm này rồi. Thì bây giờ CC sẽ chỉ cho các bạn mặc thêm một kiểu nữa mà ngày hôm qua CC học hỏi được từ ở cái cô đó. Cái kiểu áo đầm này đó các bạn mặc, các bạn cột lên như vậy nè. Bây giờ CC có một cái tay à, CC không có cột được. Đây các bạn, thí dụ là như vậy nè. Đây. Đó, các bạn mặc vào người thì các bạn sẽ biết ha. Đây. Mà bao lâu nay CC đâu biết đâu. CC tưởng là để nó buông như vậy đó. Đó nhưng mà ngày hôm qua cô đó của chị CC mới biết. Đó thì chị em nào đã mua những cái dạng đầm như vậy rồi thì coi như là các bạn mặc được hai kiểu đó. Cái kiểu kia là một kiểu ha. Và kiểu này là kiểu thứ hai. Rất là sang, rất là đẹp với một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới ha. Mà rẻ tiền nữa. Đó. Xuất sắc luôn. Thì đây. Cái gì CC biết là CC chia sẻ với các bạn. Cái nào CC không biết là CC không có chia sẻ đâu. Thành ra là cứ yên tâm đi. CC chịu học hỏi lắm, CC không có sợ quê gì hết trơn hết á. Không biết nó không biết à. Đó. Lúc trước CC chỉ cầm lên như vậy cho các bạn thôi là tại thật sự CC cũng không biết. Thì lâu rồi mới gặp lại cô đó đó, cô làm cho mê xì đó. Đó, thì cô mới chỉ với CC mới biết. Đây các bạn, rất là đẹp ha. Rồi, coi như cái này đã xong. Cái này là mới mua ngày hôm qua nha, chưa có bạn nào mua đâu. Thì bạn nào muốn mua thì mua. Còn bạn trước mà bạn mua được cái áo này rồi, hoặc là nhiều lắm, rất là nhiều các bạn mua được cái kiểu này, nhưng mà bông hoa khác nhau. Đó thì các bạn muốn mặc theo cái kiểu như vậy thì các bạn mặc ha. Đây là dạng áo 2 trong 1, cột trước đẹp lắm. Rồi, coi như xong nha. Và tiếp theo, đây là một cái áo đầm xuất sắc, đẹp mê ly, đẹp trên cả tuyệt vời. Với một thương hiệu Thơ Harry, rất là nổi tiếng trên thế giới ha. 139 đô, 50% off. Cực kỳ sang và cực kỳ đẹp. Đây là thương hiệu. Mình vải thun dày dày. Cái dạng này thì chắc nhiều bạn biết lắm rồi, nhiều bạn mặc lắm. Đầm này size 8, nếu các bạn mặc, nó sẽ tới cái ống quyển của các bạn đó. Nửa nửa cái chân dưới của chúng ta nè. Đó. Sang lắm, đẹp lắm luôn đó các bạn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ sang luôn. Một cái duy nhất. Nhìn cái phọt áo là các bạn biết rồi. Với thương hiệu này, CC nghĩ bạn nào mà đúng size thì nên mua đi. Mua mặc để cảm nhận được. Vì cái thương hiệu này rất là nổi tiếng dành cho các quý cô đó. Dành cho những người mà sang đó các bạn. Chứ thí dụ như tướng các bạn tròn người rồi thấp người rồi bụng to rồi này nọ là không mặc được đâu. Đầm này phải nói là đặc biệt dành cho những người nào mà nói chung là phải hơi đẹp một chút. Có dáng nó ốm ốm một chút. Thí dụ như bị bụng to to một tí, da trùng này nọ là cái đầm này nó cover được hết luôn. Nhưng mà bạn bị cái mô mỡ cứng nó to, nó phình cái bụng ra thì không mặc được, không mua. Đó. Còn bạn nào mà dạng như giống như CC đó nè, mặc quần bó thì nó cũng ôm ôm vô rồi da trùng trùng là mặc cái này là đẹp, cực kỳ đẹp luôn đó. Dạng đầm này phải nói là sang, quý phái dành cho các quý cô. 50% off nha, có một cái duy nhất. Và tiếp theo đây. Đẹp xuất sắc luôn.
CC không có mặc cho các bạn ngày hôm nay những cái áo đầm này được, là tại vì chưa có tắm, mới vừa ngủ dậy, nhưng mà ngày hôm nay lát nữa phải đi ra làm cái hồ bơi, định làm hồ bơi xong rồi lúc có tắm rồi mới mặc được ha. Mới ngủ dậy chưa tắm là không mặc đâu các bạn. CC là như vậy đó, người sạch sẽ thơm phức mới mặc nha, còn mới ngủ dậy nè không mặc đâu. Với lại những cái áo này thì quá quen thuộc với các bạn rồi, rất là sang, rất là đẹp, với những thương hiệu rất là nổi tiếng ha, mà đắt tiền nữa. CC mua được 50% nó, mới mua ngày hôm qua thôi, hôm qua mua được có 8 cái. Mua size cho các bạn không đó, không có mua size cho CC, là tại vì các bạn mua nhiều quá, thật sự nha. Bây giờ CC làm video không đủ, không kịp để bán cho các bạn luôn. Các bạn Việt Nam, các bạn ở trên thế giới, các bạn ở Mỹ mua quá nhiều luôn, CC không gọi. Nói thật á, lúc nào cũng còn sức để làm, không nhờ collagen là chắc đuối luôn, không làm nổi đâu các bạn. Các bạn thấy có ai làm nhiều như CC không? Không ai làm nổi đâu. Thì đây nha, sang lắm luôn. Cái tay loe loe ra nè. Cái tay là mình vải muslin. Cái này là thun, có chất liệu thun ha. Đây là sang trọng với cái đầm này. Vừa sang trọng vừa đơn giản. Các chị em mặc đầm này suông như vậy cũng được, hoặc là các chị em thắt cái beo ngang qua cũng rất đẹp. CC nghĩ đó, các chị em nên mua thêm một cái beo. Cái hoa này nè, cái màu này nè, thắt cái beo hộp hơ, rất là sang. Cái beo này không có bao nhiêu tiền đâu ha. Đó, các chị em sẽ mặc được 2 kiểu. CC còn một sợi này, 2 cái nút. Cái này nè các bạn tháo ra được nha. Nè, tháo rời ra được ha. Hôm bữa lúc CC gài vô đó, cái nó xuất ra, cái CC nó ôi trời ơi, nó đứt rồi. Nhưng mà không phải đâu nha, cái nào cũng tháo ra được hết á. Mấy cái này các bạn mua nhiều lắm rồi đó, thì các bạn cũng để ý ha. Đây, cái này bằng thun đó. Cái này đồ thời trang thôi, rẻ tiền. Thì đây các bạn, đây là cáo đầm mà các bạn thắt với cái beo này là đẹp lắm luôn. Một cái duy nhất ha, chị em nào nhanh thật là nhanh sẽ mua được những cái dạng đầm này. Các bạn mua của CC nhiều lắm, cho nên CC biết á, đi thấy là mua, on sale là mua. Nhưng mà CC chờ tới 50% mới sale, cho nên là không có size. Còn size nào mua size đó các bạn. Rồi, đây nha, CC móc vô sẵn đó, thì chị em nào muốn mua thì mua. Và tiếp theo đây, đẹp mê ly, đẹp trên cả tuyệt vời. CC mê lắm luôn, nhưng mà không có size của CC, đã hết rồi. CC sẽ đi tìm cho bằng ra cái đầm này các bạn ơi, mê quá, mê quá. Trời ơi, thấy thằng cá là lấy liền luôn các bạn ơi. Xuất sắc, đẹp mê ly luôn. Đây là mình vải muslin, họ nhúng mà nhúng đẹp lắm. Ở này ít nè, cái giãn ra nè, cái ít giãn ra nè. Phần áo nè, có dây cột nè, trời ơi. Cao đầm này mà CC thấy cái là mê, thật là mê luôn các bạn. Mùa hè đây các bạn ơi, thật là xuất sắc, trên cả tuyệt vời. Ở bên trong một lớp lót bằng vải thun mát, ở ngoài là muslin. Đầm này size medium, đẹp tuyệt vời luôn nha. CC nói đẹp lắm luôn đó các bạn. Chị em nào nhanh thật là nhanh sẽ mua được. Đây là cái áo dễ mặc nhất và đẹp nhất, trên cả tuyệt vời. Bụng các bạn to cỡ nào, mông các bạn to cỡ nào. Đó, xuất sắc nha. Và tiếp theo đây, đây là một cái áo trên cả tuyệt vời. Hiệu này CC bán quá nhiều rồi đúng không các bạn? Connected. CC nói là ngày hôm qua mua khoảng 10 cái đi ha, 9 hoặc 10 gì đó. Không có một điểm nào chê. 10 cái đẹp cả 10. Thứ nhất là giá tiền, thứ hai là mình vải, thứ ba là kiểu dáng, và cái quan trọng nhất là mới on sale là có CC rồi. Vì CC có connection, chỉ cần họ alo một cái CC chạy ra liền.
Tại vì CC chờ on sale tới 50%, cho nên những cái size khác nó không có. CC ra chỉ còn có size medium, size large, extra large, rồi 1X, 2X. Đó lớn lớn, còn small, X small hết rồi. Đó, chờ tới on sale là như vậy đó. Còn nào mua cái đó thôi. Một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới ha. Và cái kiểu đẹp, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn. Cái mall này của CC ngày hôm qua có nhiều CC lấy hết rồi. Các bạn nào muốn mua nữa thì CC phải đi một nơi xa hơn nữa. Đó. Nhưng mà muốn đi như vậy đó thì phải chờ vào ngày thứ bảy CC mới đi được. Nhưng mà hên xui các bạn ơi. Đó, bạn nào trả tiền nhanh thì mua được. Mê lắm luôn, đẹp cái chỗ này nè, sang là ở cái chỗ này nè. Các chị em cần là ở cái chỗ đó đó. Nè. Simply, simply, simply. Rất là đẹp luôn. Cái tay loe loe ra như vậy là CC mê các bạn. Đây là mình vải thun. Rất là mát ha. Thương hiệu này thì khỏi nói rồi. Thương hiệu này là trên cả tuyệt vời rồi. Đầm này cắt ngang ở dưới ngực ha. Phần ở trên cũng có Simply. Phần ở dưới Simply rất là nhiều để che cái bụng ha. Thật là sang cái đầm này. Ở đằng sau cắt ngang eo có cái bèn ha, xuất sắc luôn. Đầm này size 10 nha. Đây 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 đây, trên cả tuyệt vời, với những thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới ha, xuất sắc luôn. Chị em nào mà size 8 với size 10 đó vô mua hết luôn những cái áo đầm này đi, là CC nói thật các bạn trúng mánh luôn. Thì ít có ai mua được như vậy lắm các bạn, bảo đảm luôn, không có mua được đâu. Với con mắt nhà nghề của CC nữa, đã đẹp lắm luôn đó, trên cả tuyệt vời. Và tiếp theo đây, đẹp không các bạn? Không có một điểm nào chê luôn đó. Vừa đẹp, vừa sang, vừa lịch sự, vừa dễ thương. Bốn cái yếu tố nó nằm hết trong cái áo đầm này. Dễ mặc nữa. Cái tay muslin, cái phần ở dưới này có thun, mình vải thun cũng hơi lạnh lạnh. Những cái hoa này nè, hoa nổi nha các bạn, cổ tim, ở trên giữa có thun chéo hoa, cột cái sợi dây lại. Ở sau lưng có thun. Đẹp xuất sắc, đẹp mê ly, đẹp trên cả tuyệt vời. Với cái áo đầm này đó, vừa đẹp vừa sang. Đầm này size medium. Đó, những dạng đầm này nè, bụng các bạn to, mông các bạn to là các bạn mặc đẹp lắm luôn đó. Các bạn nào được cái eo nhỏ, cái mông to thì các bạn cần phải mua những cái nó cắt ngang eo ở đây. Hoặc là các bạn mặc váy mới đẹp. Các bạn đừng có mặc dạng ôm mà suông là sẽ không đẹp. Vì cái mông to, cái eo nhỏ, các bạn bị cái ngấn, cái áo nó bị cái ngấn ngay cái eo chỗ này, không có đẹp đâu. Cho nên các bạn được cái eo nhỏ mà bị cái mông quá to là bắt buộc phải cắt ngang cái phần này. Thì cái mông nó phùng ra nó đẹp, còn cái eo nó nhỏ. Phải ăn gian để cho cái eo mình nó nhỏ, nó đẹp. Đó, nhiều người cần cái mông to không có nè. Cần, rất là cần cái mông to mà không được nè. Đây, 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 đây là cái áo đối với CC là trên cả tuyệt vời. Đẹp từ mình vải kiểu dáng tới thương hiệu và giá tiền. 100 điểm cái áo đầm này nè các bạn. Với con mắt của CC chấm đó. Vì đó cái màu này đó, với mùa hè là tuyệt vời luôn. Thứ nhất là màu đen, rất là dễ mặc. Dành cho các chị em nào mà tròn người, thấp người, là màu đen nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn ốm mà cao. Cái thứ hai, kiểu cắt ngang eo, dành cho chúng ta có được một vòng eo trên cả tuyệt vời đối với CC cái áo này. Và đây, trên
Trên cả tuyệt vời nè, cũng với một câu nói đó. Nhưng mà trên cả tuyệt vời thiệt luôn á. Không còn gì để chê được. Đây là mình vải thun lạnh, lạnh ngắt luôn. Cái tay như vậy nè. Cái tay này họ chỉ có vắt sổ thôi nha các bạn, không có may like gì đâu nha. Chỉ là vắt sổ thôi. Thương hiệu này là thương hiệu thời trang ở Mỹ nổi tiếng lắm. Nhưng mà đầm này đó là bán ở trong Macy nha. Các bạn biết dù là thương hiệu ở Mỹ thôi mà vào được tới Macy là cũng rất là đặc biệt. Thun lạnh, mát lạnh luôn. Đầm dài nha các bạn. Đầm dài, dài tới chân luôn á. Mình vải đẹp lắm, không nhăn nữa nha. Mê ly luôn. Cắt ngang eo, cột cái dây. Cái này đó mà có size X small là CC mua cho CC rồi. Nhưng mà không có. Để thứ bảy CC đi những chỗ khác coi có không. Mê lắm các bạn ơi. Cầm tới cái áo là mê rồi. Mình mặc lên người mình nữa, không có một điểm nào chê được luôn. Ngày hôm qua đi Macy đã mua 10 cái. Đẹp hết cả 10 luôn. Không có một điểm nào chê. Nhưng mà toàn là size 8 với lại size 10. Đó, size lớn vậy không? Xuất sắc. Cao đầm này nè. Nãy giờ mấy cái kia là nó ngắn ngắn đúng không? Chỉ có một cái này dài thôi à. Trên cả tuyệt vời. Hết rồi đó các tình yêu. Nãy giờ mấy cái thì cũng không biết nữa. Đây là đôi sandal hiệu Deacon White. Cái này thấp khoảng chừng 5-7 phân gì thôi à. Các bạn mặc với cái đầm này nè là đẹp vô cùng luôn. Đôi này size xấu đó. CC mang không có vừa, mang dư một khúc. Nhưng mà vì nó rất là êm cho nên là không có mang trả. Thì bạn nào mua thì mua, còn không mua CC mang đại vậy đó. Nè, nó dư nè. Dư tới một đốt ngón tay của CC luôn đó. Nè. Nè. Đó. Nhưng mà mang êm lắm, vừa sang vừa êm. Đôi này size xấu đó, chị em nào muốn mua thì mua nha. Đôi sandal này mặc với cao đầm này là không có một điểm chê luôn nè các bạn, nhìn thấy. Êm lắm mà đâu có cao gì lắm đâu. Size xấu ha. Đầm này là size medium. Xuất sắc cái đôi sandal này luôn đó các bạn. Êm lắm. Trên cả tuyệt vời. Các chị em nào thích cao đầm nào, chụp lại màn hình. Các bạn ở Việt Nam gửi cho anh Sa 0982571934. Kết bạn với anh Sa bên Zalo. Chị em ở bên các nước kết bạn với CC Viber 1706987963. Các chị em ở Mỹ nhắn tin cho CC, gửi hình, đừng gọi cho CC các bạn. Các bạn gọi cho CC rất nhiều luôn, CC không có bắt phone được. Là tại vì CC đi shopping không có lấy phone ra đâu, không có lấy đâu. Trừ khi mà mỏi mệt quá hoặc là đói bụng khát nước gì đó, rồi đi ra ngoài cái mall đi tìm cái gì ăn, thì lúc đó mới lấy phone ra. Tại vừa đi shopping mà điện thoại reo nhiều như vậy đó, cầm ra cầm vô cái bị chi phối, không lựa được đồ, rồi sợ để quên phone nữa. Thành ra please làm ơn đừng gọi CC. Muốn cái gì cứ nhắn tin để trong đó đi, cái CC coi một cái, CC gửi lại tin nhắn cho các bạn liền. Làm ơn đừng gọi CC ha. Đó, nãy giờ CC làm video nè mà mấy người gọi luôn á, đâu có bấm qua được đâu. Đang làm, đang có hứng làm nên không bấm qua đâu nha. Hãy giúp CC điều đó. Muốn bất kỳ cái gì cứ chụp cái hình gửi qua cho CC là được rồi. Có hình mới nói chuyện được các bạn. Còn các bạn diễn tả ra CC đâu nhớ nổi đâu. Một ngày CC làm biết bao nhiêu video, làm để sẵn đó đó, mặc dầu là chưa đăng. CC phải kiểm tra đồ, phải làm này nọ nhiều lắm. Nó nằm trong đầu CC á. Cho nên các chị em nói cái video đó, cái áo đó, cái váy đó, cái màu đó CC không nhớ được vậy. Thông cảm nha CC nha. Có hình là dễ nhất. Cứ việc chụp cái tấm hình thảy đó cho CC đi. Rồi, khi mà CC bắt đầu cầm phone coi là CC hỏi các bạn. Rồi nha. Thông cảm cho CC điều đó ha. Rồi, CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc.
Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye, I love you.